Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Hôm qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Và hôm nay mình có 3 lớp bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trao bài chung, mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Các bạn tụ 1 là những người đang trong giai đoạn gọi là có rất là nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống ha Hiện tại có thể là bạn cũng bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều những cái vấn đề tiêu cực bên ngoài, những cái kịch tính hoặc là những cái phiền não, drama gì đó hoặc là hiện tại một số bạn các bạn hơi cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu, cảm thấy trên vênh, cảm thấy có sự bất định về tương lai phía trước. Không biết là mọi thứ sẽ như thế nào trong thời gian tới. À, một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn đang chờ đợi tin tức gì đó thì nó đang đến với các bạn rồi. Hoặc là ở đây mình thấy trong thời điểm này các bạn chạy xe cần phải giữ cho mình cái sự tập trung, cẩn thận. Và mình thấy các bạn đang gọi là cố gắng thu hút tài chính hoặc là tìm kiếm cho mình những cơ hội phát triển về tiền bạc thì mình thấy một số bạn đang dùng luật hấp dẫn để thu hút cái điều đó thì mình thấy dường như có những tin tức tiền bạc đang đến với các bạn thực sự và các bạn là những người cực kỳ sáng tạo hoa nhạy bén và thời điểm này thì một số bạn ở đây thì cầu sinh thiên thần michael bảo vệ các bạn trong những cái giai đoạn cuộc sống của các bạn để các bạn không có bị người khác ảnh hưởng bị người khác đưa ra những cái sự tấn công tâm linh tiêu cực gì đó ảnh hưởng đến tinh thần các bạn ừ hãy cầu xin thiên thần btr có thể dẹp bỏ những cái vấn đề mù tối trong cuộc sống của các bạn và đồng thời các bạn là những người sáng tạo cho nên hãy biết tận dụng cái sự sáng tạo của mình để gia tăng thu nhập chứ đừng để những lo lắng bất an phiền muộn nó ảnh hưởng đến cái sự thăng tiến của các bạn nha và ngoài ra hãy lựa chọn cho mình những cái sự lựa chọn đúng đắn phù hợp có sự tỉnh táo đừng để bản thân của mình dễ dàng bị rơi vào cái cám dỗ hoặc là những sa ngã gì đó À, một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn rất là mua, muốn mua từ nhiều thứ nhiều điều trong thời điểm này nhưng mà hãy cân nhắc cái cái hầu bao các bạn để xem mình có à, có sự gọi là đủ đầy để có thể mua sắm hay không hoặc là nên có sự tiết kiệm trong chi tiêu thì sẽ hợp lý hơn mình thấy sau bao nhiêu lần lần lựa hoặc là có một cái sự gọi là mù mờ thì có khả năng các bạn cũng sẽ đưa ra cho mình những quyết định phù hợp nhất à. À, một số bạn ở đây mình thấy có thể là các bạn có một cái uh, trong 24 tiếng tiếp theo các bạn có những cái dự tính gì đó xa hơn lên kế hoạch chuẩn uh, chỉnh ha, và lên từng cái bước đi uh, từng cái hành động ra như thế nào ừ. hoặc là có một số bạn có thể là nhận được tin tức từ nước ngoài hoặc là từ xa đem tới có một số bạn sẽ có những sự đón nhận những niềm vui sự trọn vẹn sự hạnh phúc Ừ, hoặc là có một vài bạn có khả năng sức khỏe của bạn nó dần ổn định hơn tốt hơn thậm chí có một số bạn nữ thì có khả năng là các bạn sẽ đón nhận tình yêu ha? Ờ, sẽ có sự tán tỉnh tỏ tình qua lại hoặc là một vài bạn nam ở đây cũng rất là bận rộn trong thời điểm này nha nói chung là mình thấy các bạn cũng có những giây phút các bạn phải gồng gánh rất là nhiều trách nhiệm nhiều áp lực nhưng mà với cái sự cân bằng và biết gọi là cho bản thân của mình một cái không gian thoải mái cân bằng thì sức khỏe của bạn nó sẽ phục hồi đừng ôm đờm quá nhiều thứ à một vài bạn ở đây thì mình thấy các bạn làm việc nhiều quá mà các bạn không để tâm đến sức khỏe thì rất là dễ bị ảnh hưởng đến tim mạch nha hoặc là có những cái vấn đề gì đó mà diễn ra trong cuộc sống khiến cho bạn cảm thấy xúc động hoặc là trong thời điểm này đừng để mình trở nên gọi là quá nóng tính và đưa ra những cái lời nói không hay hoặc là có những cái sự hiểu lầm không tốt ở điểm này lời ăn tiếng nói rất là dễ bị hiểu lầm hoặc là đầu óc ai cũng có một cái sự hơi mù mờ và suy nghĩ nông cạn ấy, cho nên là các bạn được nhắc nhở là hãy có sự ít nói lại hoặc là uh, tránh nghi ngờ hoặc là có sự gọi là nghĩ sai về người khác uh, để tránh bị mất những mối quan hệ chất lượng trong cuộc sống của mình. Thế các bạn có sự tương tác với hai người mang năng lượng nam một người thì nhẹ nhàng điềm tĩnh nhân ái một người thì có sự cứng rắn lạnh lùng lý trí quyết đoán và dứt khoát thì có thể những người này họ sẽ có sự tương trợ hỗ trợ hoặc là có sự kết hợp nói chuyện à, mua bán gì đó với các bạn hoặc à, có một số bạn ở đây như mình nói các bạn chạy xe phải đem theo giấy tờ đầy đủ à, cẩn thận cái vấn đề nồng độ cồn với lại vượt tốc độ đó để tránh bị bị kiểm tra ừ. một số bạn có khả năng được lên chức cho nên các bạn có rất là nhiều việc phải làm cho nên là mình thấy các bạn sẽ lên đường hướng để xây dựng cái kế hoạch cho bản thân của mình ừ. ở đây mình thấy có thể là có nhiều cái cánh cửa nhiều cơ hội được mở ra các bạn trong thời điểm này ừ. nhiều cái khả năng cái kỹ năng của bạn nó được gọi là bung tràn ở đây mình thấy một số bạn các bạn đang ở trong cái trạng thái lo lắng bất an Cái lưng xa gốc của bạn nó có vấn đề Cho nên cái việc mà các bạn ra ngoài thiên nhiên hít thở không khí trong lành Luôn khẳng định những cái điều tích cực và cái một sự nâng cao tinh thần của mình hoặc là đầm tĩnh nhiều hơn ở những cái nơi yên tĩnh nhiều hơn thì nó sẽ giúp cho bạn hồi hồi phục lại cân bằng lại cái luân xa gốc cầu xin các thiên thần hỗ trợ các bạn nha ngoài ra mình thấy có thể là có một số bạn các bạn sẽ được ai đó cố vấn như các bạn một cái người mang năng lượng nam hiểu chuyện thông minh và nhạy bén hoặc một số bạn có khả năng sẽ mua mua vàng hoặc là mua vàng bạc đá quý gì đó hoặc là ở đây mình thấy có khả năng là các bạn sẽ có một cái sự thông thái nhìn rõ vấn đề nào đó à, một cách khách quan nhất và tìm ra được cái ý nghĩa thật sự của nó một số bạn ở đây có liên quan đến pháp lý giấy tờ hồ sơ gì đó nè hoặc là các bạn được khuyến khích phải đối xử công bằng với mọi người có trách nhiệm trong những việc bạn làm ừ. một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ có một sự đấu lên đứng lên đấu tranh cho những cái điều mình muốn hoặc là sẽ xem được những tin tức liên quan đến à, biểu tình ha, vân vân hoặc là nghe được những thông báo của đài phát thanh À, có một vài bạn ở đây có thể là các bạn hơi nóng trong người cho nên phải cung cấp đầy đủ nước nè hoặc có một số bạn như mình nói là hãy có một sự cầu xin ơn trên đặc biệt là thiên thần Michael bảo vệ cho các bạn tinh thần cũng như thể chất các bạn trong thời điểm này để tránh những cái sự gọi là um, bất ổn tâm linh từ những người khác gửi đến cho các bạn cho qua giấc mơ hoặc là qua cuộc sống của các bạn qua những suy nghĩ tiêu cực á ừ. thì mình thấy ra như vậy một số bạn ở đây thì mình thấy có khả năng là các bạn sẽ dùng luật hấp dẫn Hoặc là thời điểm này cũng đừng để bản thân của mình bị xa ngã cám dỗ Bởi những cái chiêu thức như là bù ngãi gì đó Hết sức cẩn thận Và có thể một số bạn sẽ gọi đầu rồi các bạn đi xấy tóc rồi đó Hoặc là một số bạn có thể là các bạn sử dụng nguồn 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 lửa cẩn thận hoặc là bạn có vấn đề như mình nói là nóng trong người đó ở đây mình thấy một cái sự thay đổi tích cực trong cái dòng hỗ trợ thần thánh của bạn điều này có thể đề cập đến việc đáp ứng nhu cầu của bạn về mặt tài chính tình cảm hoặc là theo một cách nào đó à, những cái trở ngại trước đó đã được dỡ bỏ vì bạn đã giải tỏa được cái sự giận dữ hoặc là những cái nỗi sợ hãi cũ và hiện mình đang tập trung một cái niềm tin và thực hiện hành động theo hướng dẫn ha. miễn là các bạn tiếp tục đi trên con đường suy nghĩ tích cực và làm theo sự hướng dẫn thiên liêng của mình thì bạn có thể mong đợi thấy nhiều cơ hội hơn xuất hiện và trải nghiệm với sự thỏa mãn sâu sắc hơn ừ. các bạn đang được chữa lành và có được cái sự phòng dinh mà bạn mong muốn đó rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 2 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào và đây những ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Ở đây mình thấy các bạn tụ 2 là những người đang rất là chăm chỉ kiếm tiền, nỗ lực hết sức mình cho tương lai. Một số bạn ở đây các bạn là những người biết nhìn xa trong rộng, biết suy nghĩ cho cái tương lai của mình cho nên cố gắng hết sức ở hiện đời điểm hiện tại. Và cuộc sống của bạn đang mở ra khá là nhiều những cái chân trời mới những cái cơ, cơ hội mới những cái kế hoạch mới ở đây các bạn đang tạm dần gọi là muốn rời xa những cái điều phiền nhiễu bên ngoài các bạn tập trung hơn về con đường hành trình của mình hoặc một số bạn các bạn đang gọi là sắp xếp để lên một cái hành trình mới một cái con đường mới muốn thực hiện một cái điều gì đó mới mẻ à, muốn phát triển bản thân muốn có những cái thử thách mới hoặc là muốn chinh phục một cái đỉnh cao mới gì đó hoặc bắt đầu một công việc mới nói chung là các bạn đang có một cái sự Uh, rời khỏi những cái điều cũ. Hai mươi bốn tiếng tiếp theo của bạn, mình thấy có thể là các bạn sẽ có được cái sự gọi là uh, xem được rất là nhiều những cái điều luật điều lệ gì đó, hoặc là có một cái sự làm um, chứng uh, có sự ứng nghiệm một cái luật nhân quả được ứng nghiệm trong cuộc sống của các bạn đó. Hoặc một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn sẽ đi chùa hoặc nhà thờ hoặc là xem được quyển sách hay hoặc là tìm kiếm kiến thức tri thức cho mình hoặc là xem tarot xem những thông điệp vân vân ngoài ra mình thấy có khả năng là các bạn cũng có sự đồng cảm có sự sâu sắc có sự tình cảm nhẹ nhàng với mọi người xung quanh các bạn có sự trung thực trong những việc bạn làm có tính trách nhiệm cao một vài bạn có thể là có ký kết giấy tờ lập hồ sơ quá đơn gì đó vân vân ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn cũng sẽ có một cái sự nghiên cứu tìm tòi và phát triển con đường phía trước một số bạn các bạn sẽ có một sự khá là nhiều cái ý tưởng sáng tạo độc lạ hoặc là bạn sẽ có khả năng bắt tay vô hành động cho những gì mà bạn đã ấp ủ và mình thấy có thể là các bạn cũng sẽ có được những cái kết quả nở hoa rạng ngời một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn có sự chờ đợi, chờ đợi tin tức từ nước ngoài hoặc là tin tức từ xa đem tới các bạn hoặc là mình thấy các bạn sẽ thu hút được một cái điều gì đó mà bạn cảm thấy rất là hài lòng rất là ưng ý rất là trọn vẹn Ừ. À, một số bạn có khả năng được lên chức ha, được mọi người tín nhiệm hoặc là một số bạn có khả năng sức khỏe của bạn nó được uh, chữa lành. Có một vài bạn sẽ đi biển chơi à, hoặc là lên kế hoạch đi biển với người thân quen của mình. Các bạn thấy mình thấy các bạn có sự kết nối với một người mang năng lượng nam. Đây là một người sôi so nổi nhiệt tình, thông minh, giỏi giang, có tài ứng biến và khéo ăn khéo nói ha. À, có thể người này truyền cảm hứng hoặc là nâng đỡ tinh thần hoặc giúp gì cho các bạn đó? hoặc là nói chuyện vui vẻ với nhau giống như là bạn bè hoặc là người thân các bạn và một người mang năng lượng nữ nhẹ nhàng tình cảm chân ái và có sự gọi là yêu thương biết quan tâm người khác ừ. thì có thể là bạn sẽ thu hút vào trong cuộc sống của mình khá là nhiều những người tích cực ha để nâng cao cái niềm vui cho các bạn ừ. hoặc hỗ trợ gì đó cho các bạn Một số bạn có khả năng là được nâng cấp hơn nữa trong cái sự nghiệp của mình Lên một bước tiến mới à, Thấy các bạn có một cái trạng thái hơi lo lắng, bồn chồn bất an điều gì đó ha à, Nhưng mà không sao, mình thấy có khả năng mọi thứ sẽ được giải quyết một cách uh, êm thỏa cho các bạn Một số bạn có sự phân dân giữa hai quyết định nào đó, hai hướng đi, hai con đường nào đó Và có sự gọi là phân dân liệu cái con đường nào đó nó dẫn bạn có đúng hướng hay không, vân vân Hoặc là đi vào cái con đường bế tắc à ở đây mình thấy có khả năng là mọi cái điều mà lo lắng của bạn nó sẽ được dẹp bỏ bằng cái ánh sáng của mặt trời, sự soi sáng, sự tích cực trở lại, niềm vui trở lại hoặc sẽ có những cái điều gì đó mà bạn cảm thấy chưa rõ ràng sẽ được làm rõ ở đây. Ừ. Một số bạn sẽ trở thành tâm điểm sự chú ý được rất là nhiều người quan tâm và trân trọng. ở đây một vài bạn sẽ nhận được món quà à, từ người khác mang tới cho các bạn hoặc bạn gọi là được thăng chức như mình nói hoặc là bạn sẽ trao tặng món quà cho ai đó ừ. số bạn nữ có khả năng là sẽ có sự lựa chọn giữa quần áo ha xem mình nên mặc cái gì để đi đến một cái nơi nào đó chẳng hạn hoặc là có khả năng là sẽ có sự hẹn hò với người yêu vân vân ừ. hoặc một vài bạn có khả năng là dự tính mua thêm áo mới đầm mới ừ. Thấy có nhiều bạn có sự phân dân giữa những cái quyết định nào đó và chưa có biết mình nên phải thực hiện ra sao Nhưng mà cuối cùng mình thấy các bạn sẽ có những hành động quyết đoán hơn, dứt khoát hơn ừ. Số bạn sẽ có một cái sự gọi là vui vẻ với những người thân yêu Hoặc là một cái buổi tiệc với bạn bè Hoặc là có một cái tham gia một cái cộng đồng nào đó ừ. Hoặc có sự kết bạn mới Ở đây mình thấy trái tim của bạn đã sẵn sàng cho một cái tình yêu tuyệt vời rồi những lời cầu nguyện về sự lãng mạn của bạn đã được lắng nghe và đang được đáp lại. À, một số bạn sẽ có được tình yêu lãng mạn ngây thơ trẻ trung vui tươi. Ừ, hoặc là có khả năng một số bạn sẽ có sự hẹn hò với đối tác của mình. nếu như các bạn còn độc thân thì có dấu hiệu của sự tán tỉnh và niềm hạnh phúc của tình yêu mới ở phía chân trời dành cho các bạn. Ừ, và đây cũng là dấu hiệu của sự yêu lại cuộc sống của các bạn và trân trọng chính cuộc sống của mình. hãy tập trung vào những cái điều may mắn và những cái điều mà bạn biết ơn sẽ giúp cho bạn có thể lấy lại được một cái tình yêu cuộc sống. Những lời cầu nguyện có thể giúp cho bạn có thể trân trọng những món quà tuyệt vời mà vũ trụ đã ban cho các bạn ha. Rồi, à, mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Xin chào các bạn Hai xin chào các bạn tụ 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Để xem qua 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào và đây những tra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người làm ra tài chính rất là tốt. Ha. Sai siêng năng chăm chỉ cần mẫn à, và có sự cầu toàn nữa. Tỉ mỉ. Dạo gần đây các bạn hay bị mất ngủ hoặc có những cái núi tiếc gì đó ảnh hưởng đến tinh thần của bạn rất là nhiều. Và các bạn đang mong chờ những tin tức, những thông báo gì đó đến với các bạn Một số bạn có khả năng các bạn đang gọi là chuẩn bị cho mình những cái khởi đầu mới trong cuộc sống Ở đây mình thấy cái khả năng một số bạn đang chờ đợi tin tức từ nước ngoài Hoặc là sẽ có những tin tức nước ngoài gì đó được mang tới Hoặc là dạo gần đây các bạn muốn học ngoại ngữ Cho nên các bạn cũng hy vọng là mình sẽ mau chóng nói nói tiếng Anh một cách gọi là trôi chảy Hoặc là có khả năng học ngoại ngữ nào đó nó sẽ phát triển thành công vân vân Ừ, hoặc là bạn mong muốn mình sẽ hoàn thành một cái ước nguyện gì đó Nó sẽ được uh, tốt đẹp kiểu vậy Một số bạn có khả năng đang ở nước ngoài Và có khả năng đang nhớ người thân và muốn muốn về thăm gia đình à. Và sắp, uh, sắp tới bạn sẽ um, có những cuộc gọi thông báo gì đó từ uh, người thân ở nước ngoài 24 tiếng tiếp theo của bạn Mình thấy cái khả năng là các bạn có sự kết nối với một người mang năng lượng nam Có tài chính dưỡng chất an toàn, có tiền, có bạc À, có thể là làm ăn kinh doanh hợp tác gì đó ha. và mình thấy có thể là một vài bạn có một cái uh, um, có thể là đi ngang một cái uh, một cái um, đám tang nào đó chẳng hạn ngoài ra mình thấy có thể là một số bạn các bạn có sự hẹn hẹn gặp với một ai đó nhưng mà có thể uh, không gặp um, kiểu như là sẽ kết thúc cuộc hẹn đó hoặc là dời cuộc hẹn đó sang một bên uh, sang một cái thời điểm khác Một số bạn hơi buồn ngủ đó, cho nên là mình thấy các bạn chạy xe cẩn thận nha Chạy xe mà bị buồn ngủ mà không có tập trung rất là dễ gây ảnh hưởng đến bản thân và những người khác à, gây ra cho mình cái sự hối tiếc cho nên hãy cẩn thận cái vấn đề xe cộ hoặc là đem theo giấy tờ hồ sơ đầy đủ cẩn thận cái vấn đề bị kiểm tra ha ừ, tốc độ rồi đó và mình thấy 24 tiếp theo các bạn cũng có rất là nhiều những cái áp lực nhiều công việc phải hoàn thành nhiều cái trách nhiệm đè nặng lên vai hoặc là hơi bị đau nhức xưa, xưa, vai đau lưng mỏi gói Ừ. một số bạn có sự kết nối với ba mẹ của mình hoặc là ba mẹ của bạn có những vấn đề này cho nên là bạn cũng rất là mong muốn tìm được một cái phương thức nào đó để giải quyết cái vấn đề này của gia đình. À. À, một số bạn ở đây sẽ có sự kết nối với thiên nhiên, hoa lá cây cành. Ha. À, ngoài ra mình thấy có thể là bạn cũng có một cái sự uhm, mua quà tặng hay làm cái gì đó cho cha mẹ của mình vui hạnh phúc một số bạn sẽ trồng hoa, chưng hoa, chưng bông Và bạn ở đây có một cuộc thi, phỏng vấn gì đó Mà các bạn không biết như thế nào à. Hay là kết thúc công việc cũ, tìm kiếm cơ hội công việc mới à, Và có rất là nhiều việc phải gọi là suy nghĩ ừ. Thì mình thấy khả năng là các bạn nên kiên nhẫn và kiên trì một chút ừ. một số bạn ở đây mình thấy các bạn chưa có chuẩn bị tâm lý tinh thần các bạn bị lo lắng quá nhiều các bạn không chuẩn bị đầy đủ không có tập trung vào bản thân hoặc là các bạn mỏi mệt không có một cái tinh thần tốt thì rất là khó có được cái cơ hội cho chính mình nha hãy làm cố gắng hết sức mình để mình không có cảm thấy hối tiếc về chính bản thân của mình còn cơ hội có đến được hay không đó là do cái duyên nữa một số bạn có khả năng là đôi khi có những điều gì đó không đạt được có nghĩa là sẽ có những điều gì đó tốt hơn thế nữa nên bạn cần phải học hỏi kinh nghiệm từ đây để bạn có được những cái sự chuẩn bị chu đáo hơn để đón nhận cơ hội mới đến với các bạn chứ không phải là những cánh cửa có sự đóng lại với các bạn và hai bốn tiếng tiếp theo có một số bạn là có nguồn tiền trong tay hoặc là các bạn mua sắm gì đó à, có một cảm giác có sự đủ đầy và thoải mái nữa tuy nhiên thì hơi bận rộn hoặc là không có thời gian cho bản thân thì nên có sự cân bằng lại ừ. Có một vài bạn thì mình thấy các bạn nên uống nước, giữ cho mình cái sự tỉnh táo và share, sáng suốt khi mà đưa ra bất kỳ những cái quyết định nào đó hoặc là lời ăn tiếng nói nào đó để tránh tranh cãi mâu thuẫn với mọi người. Hoặc bạn nào có người yêu trong ngày hôm nay thì nói chuyện một cách rõ ràng, tránh hiểu lầm, gây cho nhau cái sự phiền muộn. À, có một số bạn sẽ có tin tức vô về con cái hoặc là bạn nào gọi là chuẩn bị sanh con hoặc là sanh xong rồi thì nên nghỉ ngơi, ha, à, bình tĩnh. À, một số bạn 24 tiếng tiếp theo đặc biệt là vào buổi tối các bạn không nên đi chơi quá khuya cẩn thận những cái vấn đề như là dàn cảnh đó ừ. một số bạn sẽ lên mạng học hỏi nè phát triển nâng cao kiến thức hoặc tham gia khóa huấn luyện đào tạo phát triển bản thân thấy các bạn có sự yêu bản thân của mình trân trọng giá trị của mình có sự chữa lành à, ngoài ra có thể một vài bạn các bạn à, nói chung là thời điểm này các bạn à, nên cầu xin thiên thần Michael à, mọi lúc mọi nơi để bảo vệ cho tinh thần của các bạn vấn đề tâm linh các bạn cũng như là bảo vệ bạn khỏi những cái suy nghĩ lo lắng bất an nghiệp phiền muộn nha số bạn đang trăn trở thì gì đó rất là nhiều bạn đang để nỗi lo nó dẫn dắt các bạn khiến cho bạn cảm thấy căng thẳng và kiệt sức đó à, một số bạn ở đây thì có nói chuyện với ai đó hoặc là có ai đó muốn làm quen các bạn các bạn cẩn thận để tránh cái vấn đề như là thuốc mê thôi miên bắt cóc tại vì có giai đoạn này giai đoạn gọi là bần cùng sinh đạo tặc cho nên là Họ sẽ không từ một thủ đoạn nào hết Vì của mình là phải biết bảo vệ bản thân của mình Phòng bệnh hơn chữa bệnh ha. Một số bạn có khả năng cảm thấy Hơi u tối mù mờ Cho nên các bạn đi gọi đầu ha. Và để cho bản thân của mình được sáng suốt Được tươi mới trở lại Nhưng mà đừng gọi đầu vào ban đêm ừ. Thì nó sẽ không tốt À, một số bạn có sự như mình nói kết kết nối với người mang năng lượng nam Hoặc là có tiền, có bạc, có tài chính Có sự đếm tiền hoặc là mua bán vàng gì đó trong uh, 24 tiếng tiếp theo này Hoặc là xem xét cái tiền giao vàng Một số bạn sẽ có khả năng là đi đến những nơi nào đó mà khá là rộng lớn Có nhiều cánh cửa hoặc là một cái hội trường nào đó Hoặc là phát triển những kỹ năng tài năng mới của mình ừ. Ở đây mình thấy các bạn bị cái vấn đề về luân xa góc uh, Các bạn bị bất an, lo lắng, phiền muộn, trăn trở thì hãy cầu xin cái thiên thần như mình nói hỗ trợ các bạn hoặc bạn cần phải kết nối thiên nhiên hoa lá cây cành chăm sóc cho bản thân của mình tinh thần của mình ừ, uống nước nhiều vui vẻ biết ơn những gì đang có tập ừ. trung ở hiện tại và các bạn cũng có một cái lá bài nó rất là liên kết cho cái sự lo lắng này đó của các bạn hòa thông điệp của vũ trụ dành cho các bạn là lo lắng là điều không cần thiết ừ. À, bởi vì vũ trụ và các thiên thần đang giúp cho bạn có sự giải tỏa bởi vì à, khi mà bạn lo lắng nhiều quá bạn sẽ bị kiệt sức và suy nhược về sức khỏe thể chất và tinh thần cảm xúc và bạn càng lo lắng về điều gì thì nó sẽ dễ ứng nghiệm nha à, và đôi khi cái sự lo lắng làm cho bạn mất đi cái sự tập trung vào những ưu tiên của mình khiến bạn nghi ngờ về những khả năng hoàn thành mục đích sống của mình đó là lý do tại sao mà vũ trụ các thiên thần của các bạn đang dỡ bỏ những gánh nặng này khỏi tâm trí và trái tim thể xác của các bạn đầu tiên các ngài nhắc nhở bạn rằng những lo lắng để tập trung vào những suy nghĩ về tương lai và với sự chú ý của bạn tập trung vào những gì phía trước thật khó để bạn có thể tập trung vào thời điểm hiện tại ha bạn đang được hướng dẫn để chú ý đến những cái khoảnh khắc hiện tại này chẳng hạn như xem cái cơ thể của mình đang cảm thấy lưa cảm thấy thế nào hoặc là hãy biết rằng lo lắng không giúp ích được gì hết những lời cầu nguyện thì luôn giúp cho bạn có được mọi thứ ha cho nên đừng có lo lắng nữa rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn.